Kính thưa giáo sư tiến sĩ Trần Huy, chủ trì hội thảo. Kính thưa các thầy cô giáo và các chị đồng nghiệp tham dự hội thảo. Như vậy, từ đầu hội thảo đến giờ, chúng ta đã nghe được hai báo cáo liên quan tới khó tiêu chức năng. Một báo cáo khá đầy đủ và cập nhật của phó giáo sư tiến sĩ Quách Trọng Đức và một chứng trùng lắp cũng khá thường gặp là khó tiêu chức năng và gợt của tiến sĩ Đào Việt Hằng. Bây giờ tôi xin giới thiệu một chứng trùng lắp khác trong thực hành tiêu hóa, đó là khó tiêu chức năng và hội chứng đột kích thích. Nội dung trình bày sẽ được qua phần thường gặp chứng trùng lắp này, cơ chế bệnh sinh, hướng chẩn đoán và xử lý. Qua các bài trình bày trên và trên slide này, chúng ta thấy rõ có sự thường gặp và trồng lắng đáng kể giữa các cái rối loạn tiêu hóa chức năng. Nhiều rối loạn trong số này có thể có các triệu chứng chung như là đầy bụng, đau bụng, rồi ở hơi, ở trớ, rồi táo bón. GERD không chỉ liên quan tới khó tiêu chức năng mà 29% trường hợp có thể có táo bón mãn tính. Những bệnh nhân táo bón chức năng, hội chứng ruột kích thích, tiêu chảy trội và chứng khó tiêu đều có thể có các triệu chứng đầy hơi. Quan sát theo thời gian thì nhiều bệnh nhân rối loạn tiêu hóa chức năng này có thể chuyển từ cái bất thường này sang một cái bất thường khác. Và người ta cũng ghi nhận 23-50% bệnh nhân khó tiêu có thể có những cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Đây là những bệnh nhân có sự trùng lắp giữa khó tiêu chức năng và hội chứng ruột kích thích. Trên những bệnh này, chúng ta không chỉ gặp các triệu chứng điển hình của một bệnh mà khi khai thác và thăm khám tỉ mỉ, ngoài triệu chứng của bệnh này, chúng ta còn có thể phát hiện thêm các triệu chứng của hội chứng kia. Ví dụ, bệnh nhân đau bụng có liên quan đến đại tiện, nhưng vị trí đau không điển hình ở bụng dưới của hội chứng ruột kích thích mà có thể kèm theo các đau bụng trên, hoặc có thể có ở nóng, ở trớ, đầy bụng. Hoặc có thêm các triệu chứng, hoặc trên những bệnh nhân mà có các triệu chứng điển hình của cái khó tiêu chức năng như là đầy bụng sau ăn, nắng, tự vị, ăn mau no, thì chúng ta cũng phát hiện các triệu chứng đau bụng khó chịu này cũng có thể có liên quan tới cái rối loạn đi cầu. Đây chính là các trường hợp trùng lắp có tiêu chức năng và hội chứng ruột kích thích. Tỷ lệ bệnh nhân mắc các triệu chứng trùng lắp này khá là cao theo ghi nhận của nhiều nghiên cứu. Trong một cái nghiên cứu của tác giả Poisson năm 2021 thì ghi nhận đây là một triệu chứng trùng lắp phổ biến nhất trong các triệu chứng trùng lắp tiêu hóa chức năng, chiếm 44% tổng số các cái chứng trùng lắp và rối loạn tiêu hóa chức năng và gấp đôi các cái trùng lắp khác. Khi nghiên cứu riêng hai hội chứng này cũng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc trùng lắp hai hội chứng này là khá cao. Nghiên cứu của tác giả Suzuki cho thấy tỷ lệ mắc chứng trùng lắp này dao động từ 11,4 cho đến 27,6%. Điều đáng lưu tâm nữa là khi mắc chứng trùng lắp hai hội chứng này thì độ trầm trọng các triệu chứng của hai bệnh này nặng hơn là mắc đơn lẻ từng bệnh. Nghiên cứu của tác giả Kofe cho thấy các bệnh nhân có tiêu chức năng và hội chứng ruột kích thích có triệu chứng của khó tiêu chức năng mức độ trầm trọng, mức độ vừa cao hơn hẳn so với là những bệnh nhân khó tiêu chức năng đơn thuần. Tương tự, những bệnh nhân có chứng trùng lắp có tiêu chức năng và hội chứng ruột kích thích thì cũng có cái mức độ đau bụng thì cũng cao hơn nhiều so với lại những cái bệnh nhân chỉ mắc hội chứng ruột kích thích đơn thuần. Một cái nghiên cứu khác của tác giả Choi cho thấy rằng điểm số độ nặng của các triệu chứng ở nhóm bệnh nhân trùng lắp khó tiêu chức năng và hội chứng ruột kích thích cũng cao hơn nhiều so với là bệnh nhân hội chứng ruột kích thích hoặc là khó tiêu đơn lẻ ở cả các triệu chứng như đầy bụng, mau no, rồi đầy bụng sau ăn hoặc là đau, hoặc là buồn nôn, nôn mửa, hoặc là các triệu chứng khó chịu bụng ở chung. Tại sao chứng trùng lắp này là hay gặp như vậy và chúng có liên quan gì với nhau? Thì cho tới nay cái việc cái cơ chế bệnh sinh cũng chưa được rõ ràng. Tuy nhiên, điều có thể dễ dàng nhận thấy thì đây là hai cái rối loạn tiêu hóa chức năng thường gặp nhất. Và các cái rối loạn tiêu hóa này thì cũng có chung một cơ chế sinh lý bệnh phổ biến liên quan tới nhiều yếu tố đa dạng. Từ yếu tố di truyền, văn hóa, tới yếu tố môi trường, đến các yếu tố tâm sinh lý. Chính những cái điều kiện này kết hợp với các cái rối loạn mắc phải như nhiễm khuẩn, hoặc là không dung nạp thức ăn, hoặc
rối loạn vi sinh đường ruột, nó sẽ gây ra bệnh tiêu hóa chức năng, với hậu quả cuối cùng là các cái rối loạn hoạt động tiêu hóa hàng ngày, ảnh hưởng lên cái chất lượng đời sống của người bệnh. Và chính những cái rối loạn này nó ảnh hưởng ngược lại và gây ra các rối loạn tâm sinh lý, tác động lên trục não ruột và làm bệnh trở nên mãn tính, kéo dài, ảnh hưởng lên chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đây là những điểm chung của hai cái hội chứng trong chứng trùng lập này. Đó là những cái rối loạn liên quan tới tâm thần kinh, với cái tăng nhạy cảm trạng, bệnh nhân cảm giác tăng đau nhiều hơn, có những cái bất thường về vận động tiêu hóa ở dạ dày, ở ruột đại tràng, có thể có nhạy cảm với thức ăn, và có thể xảy ra sau những cái nhiễm trùng, chẳng hạn như đối với lại có thể chức năng có thể liên quan tới nhiễm Helicobacter, và đối với hội chứng trực kích thích có thể liên quan tới hội chứng tăng sinh vi khuẩn đường ruột. Đây là những cái yếu tố quan trọng để chúng ta lựa chọn những cái phương pháp điều trị, tập trung vào điều chỉnh các cái triệu chứng cũng như những cái cơ chế sinh ra những cái rối loạn về tâm sinh lý, rối loạn về vận động ống tiêu hóa, và mang lại cái hiệu quả cao hơn. Về hướng chẩn đoán và xử lý, mục tiêu của chẩn đoán và điều trị là chứng trùng lập này, là làm thế nào để chúng ta phát hiện sớm các chứng trùng lập này, để chúng ta có thể tập trung điều trị, cải thiện triệu chứng cho cả hội chứng trục kích thích và có triệu chứng năng, thì mới mang lại những cái kết quả tối ưu hơn. Để chẩn đoán chứng trùng lập này, chúng ta phải nắm chắc tiêu chuẩn chẩn đoán của cả hai hội chứng có triệu chứng năng và hội chứng trục kích thích và các phân nhóm của chúng. Về tiêu chuẩn có triệu chứng năng thì Phó Giáo sư Trần Đức đã trình bày với hai phân nhóm khó chịu sợ ăn và hội chứng đau thượng vị, hoặc trùng lắp cả hai hội chứng này. Đối với hội chứng trục kích thích thì bệnh nhân sẽ có tiêu chuẩn đau bụng tái phát, ít xảy lại ít nhất một ngày trong tuần, kết hợp với hai trong các ba cái tiêu chuẩn là đau bụng sẽ liên quan với đi tiêu hoặc là có thay đổi số lần đi tiêu và thay đổi hình dạng phân. Các triệu chứng này khởi phát trên 6 tháng và đang xảy ra trong 3 tháng gần đây. Điều quan trọng là chúng ta cần khai thác và thăm khám kỹ một cái triệu chứng trùng lắp của hai hội chứng này, đó chính là đau bụng. Tuy nhiên, triệu chứng đau bụng của hai hội chứng này là có những cái điểm khác nhau. Đau bụng của bệnh nhân hội chứng có tiêu chức năng thì thường tập trung ở vùng thượng vị, với tính chất là nóng rát, đầy bụng mau no và thường có thể có liên quan với bữa ăn và kèm với các triệu chứng khác như ở trên. Trong khi đau bụng của hội chứng trục kích thích thường là ở bụng dưới nhiều hơn và kiểu đau từng cơn, những khi đau vào đêm, nhưng thường là liên quan với đi cầu và trong tiệm, có thể kèm với các triệu chứng khác như tiêu chảy và táo bón. Tuy nhiên, ở bệnh nhân trùng lập thì chúng ta có thể quan sát bệnh nhân có thể có kết hợp đau bụng với hai đặc điểm của các hội chứng trục kích thích và có tiêu chức năng. Chẳng hạn, bệnh nhân đau bụng liên quan tới tiêu chảy nhưng mà có thể có cảm giác đầy bụng sau ăn hoặc là mau no. Ngoài ra, từ cái quan sát của vài nghiên cứu thì chúng ta cũng có thể rút ra một vài cái bài học để có thể nhận diện sớm các cái chứng trùng lập này. Nghiên cứu của Choi ghi nhận ở các bệnh nhân hội chứng trục kích thích, nếu chúng ta khai thác các triệu chứng buồn nôn, đầy bụng, đi cầu, cảm giác không hết thì cũng có nguy cơ mắc chứng trùng lập có tiêu chức năng và hội chứng trục kích thích hơn. Ngược lại, ở bệnh nhân có tiêu chức năng, nếu bệnh nhân thuộc cái phân nhóm khó chịu sau ăn, hoặc là bệnh nhân có đầy bụng, chỉ số trầm cảm cao, bệnh nhân có tuổi lớn, thì đó là những cái yếu tố có nguy cơ là mắc hội chứng trục kích thích cao hơn. Như vậy, với các bệnh nhân có các triệu chứng gợi ý có tiêu chức năng hoặc là hội chứng trục kích thích nhưng có thêm một trong những cái triệu chứng sau, thì chúng ta cần hỏi bệnh, thăm khám tỉ mỉ để phát hiện các cái dấu chứng, ví dụ như vì vị trí chất đau không đặc trưng của có tiêu chức năng hoặc là hội chứng trục kích thích, với đau bụng ở nhiều vị trí cả trên và dưới, đau từng cơn kết hợp với đau liên tục ở thượng vị, rồi có thể là vừa liên quan tới bữa ăn mà vừa có thể có rối loạn đại tiện.
Ngoài ra có thể khai thác để tìm các cái triệu chứng mà GX trùng lắp ở những bệnh nhân mắc hai cái hội chứng này. Ví dụ như bệnh nhân có triệu chứng đầy bụng, hoặc là bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn và đi cầu không hết ở bệnh nhân có triệu chứng kích thích. Chúng ta cũng nên tìm hiểu các yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như tình trạng hôn nhân, sống độc thân, ly dị, hoặc là ở bệnh nhân tuổi lớn đối với bệnh nhân có triệu chứng kích thích. Những cái bệnh nhân mà có thuộc cái nhóm có nguy cơ có chứng trùng lắp của có tiêu chức năng như hội chứng khó chịu sau ăn thì cũng có nhiều cái nguy cơ hơn. Về mặt điều trị, chúng ta cần sử dụng cái phối hợp điều trị cho cả hai hội chứng, và bao gồm những cái liệu pháp chung cho có tiêu chức năng và hội chứng đột kích thích, với những cái liệu pháp không dùng thuốc và các thuốc có thể tác dụng lên những cái triệu chứng chính của cả hai hai bệnh, như những cái thuốc ức chế tiết axit dạng co thắt hoặc là có thuốc chống cả ba vòng. Ngoài ra chúng ta còn phải sử dụng các cái thuốc tác dụng theo từng cái hội chứng, ví dụ như những thuốc tiệt trừ Helicobacter đối với những khó tiêu chức năng có nhiễm Helicobacter, và các cái thuốc điều trị tiêu chảy hoặc là táo bón ở những bệnh nhân hội chứng đục kích thích tiêu chảy trội hoặc là táo bón trội. Đối với điều trị không dùng thuốc, qua lắng nghe và thăm khám tỉ mỉ giao tiếp thì thầy thuốc chủ động xây dựng cái mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân thật tốt. Đây là nền tảng của điều trị chứng trùng lắp nói riêng và các bệnh tiêu hóa chức năng nói chung. Thông qua việc xây dựng một cái mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân tốt thì chúng ta có thể giáo dục bệnh nhân thực hiện tâm lý liệu pháp, tập thể dục dưỡng sinh và thực hiện các cái thức phù hợp, tránh các cái thức ăn sinh hơi. Đối với điều trị bằng thuốc thì các cái thuốc nên được chỉ định thường quy và điều trị cho cả hội chứng đột kích thích và khó tiêu chức năng, những cái thuốc ức chế tiết axit cho vận động dạng co thắt và các cái điều hòa trục não trục. Tùy theo cái từng bệnh nhân có nhiễm Helicobacter hay không và thuộc cái hội chứng đột kích thích táo bón trội hay tiêu chảy trội thì chúng ta lựa chọn các cái thuốc điều trị phù hợp. Tổng kết các cái nghiên cứu về chỉ số ALT của các cái thuốc PPI cho vận động và thuốc chống trầm cảm ba vòng, chúng ta thấy chúng đều có giá trị trong điều trị hội chứng đột kích thích, trong điều trị về khó tiêu chức năng. Đối với các thuốc giảm tiết axit, tôi chỉ xin nhấn mạnh lại là hướng dẫn của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ và Hiệp hội Gia đình Hoa Kỳ đều khuyến cáo các cái thuốc ức chế proton H cộng thì vẫn được ưa chuộng hơn so với lại các cái số kháng H2, với cái khuyến cáo mạnh vì có nhiều cái bằng chứng từ các cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng. Thuốc thứ hai nên được chỉ định trong chứng trùng lắp đó là các thuốc trợ vận động, có tác dụng tốt so với giả dược trong điều trị có tiêu chức năng, qua các tác dụng chính là tăng áp lực cơ thắt thực quản dưới, cải thiện tình trạng axit trào lên thực quản, và đặc biệt là có cái hai cái tác động tăng vận động đường tiêu hóa và tăng tốc dạ dày, nên rất là hiệu quả trong điều trị các khó tiêu chức năng. Hiện nay chúng ta đã có khá nhiều cái thuốc trợ vận động, tuy nhiên các cái thuốc này thì không thuần nhất vì cái cơ chế tác động của nó cũng là khác nhau, đặc biệt là cái tác dụng phụ cũng khác nhau. Vì vậy trong điều trị kéo dài chúng ta cần phải lưu tâm tới tác dụng phụ của các thuốc. Sizopride có tác dụng phụ là kéo dài các khoảng QT, hiện nay đã được đưa vào thị trường. Metoclopramide thường gây các hội chứng ngoại tháp. Domperidone thì nó theo một vài tài liệu gần đây thì cũng không được khuyến cáo điều trị lâu dài vì có rối loạn nhịp tim. Etoprime hiện nay được các thầy thuốc ưa chuộng vì có bằng chứng không kéo dài các khoản y tế. Nghiên cứu so sánh với giả dược thì người ta thấy Etoprime kéo dài khoản y tế gần như là giả dược, vì vậy nó an toàn cho các bệnh nhân tim mạch. Etoprime là một thuốc trợ vận động có cơ chế tác dụng kép,
vừa kháng cái thụ thể D2 vừa ức chế men acetylcholine esterase, từ vậy nó làm tăng cái acetylcholine và nó tăng cái vận động của dạ dày và tăng tống xuất của dạ dày. Vì vậy nó hiệu quả cao trong khối thi chức năng, đặc biệt là đầy bụng sau ăn và ăn no no. Thứ ba cũng nên được sử dụng trong trùng lắp, đó trong trùng lắp có thi chức năng và hội chứng đục kích thích, đó là những cái thuốc giảm co thắt, vì đây là thuốc điều trị chính để điều trị đau bụng ở bệnh nhân hội chứng đục kích thích. Hiện nay chúng ta có ba nhóm thuốc để lựa chọn. Nhóm thuốc cổ điển là thuốc kháng muscarinic, thuốc chống co thắt hư cơ trơn và thuốc giãn cơ trơn. Tuy nhiên thuốc chống co thắt hướng cơ trơn đang được các hiệp hội khuyến cáo nhiều hơn, đặc biệt là những cái thuốc hướng cơ trơn như là bepirovirine. Thì các cái thuốc này đã được các guideline của Rome và Hiệp hội Tiêu hóa Thế giới khuyến cáo. Bepirovirine tác động lên tế bào cơ trơn thành ruột của hai cái cơ chế ngăn dòng natri và nội bào, từ đó làm giảm các co thắt, và quan trọng là nó ngăn được cái canxi thoát ra khỏi kho dự trữ tế bào trong tế bào. Vì vậy nó ngăn cái việc giảm nhu động, chính vì vậy nó không bị những cái tác dụng phụ liên quan tới giảm cái trương lực của cơ trơn ống tiêu hóa. Đây là hình ảnh mà chúng ta video mà chúng ta có thể thấy. Như vậy bepirovirine điều hòa rối động nhu động ruột với cái cơ chế tác động kép giúp điều hòa được cái nhu động ruột, và nó không có các tác dụng phụ kiểu phó giáo cảm như các thuốc kháng cholinesterase, và không cần phải điều chỉnh liều đối với người già, bệnh nhân suy thận và suy gan. Nghiên cứu đánh giá về cái hiệu quả của bepirovirine trên một cái tổng phân tích thì cho thấy gần như các nghiên cứu ủng hộ cho việc điều trị bepirovirine so với lại giả dược. Sau 8 tuần điều trị thì bepirovirine có hiệu quả cải thiện được tiêu chảy và táo bón. Đây là những cái triệu chứng rất thường gặp của hội chứng ruột kích thích. Điều đặc biệt là khi điều trị dài trên đến 1 năm thì hiệu quả của thuốc này vẫn còn 86%, và nó hiệu quả lên tất cả các triệu chứng của các hội chứng ruột kích thích như đau bụng, đầy bụng, táo bón, tiêu chảy, hoặc là những cái trường hợp mà hội chứng ruột kích thích kết hợp với táo bón cả được tiêu chảy sang kẽ. Khi so sánh với giả dược thì bepirovirine có tác dụng phụ cũng gần như tương đương với lại giả dược, không giống như các thuốc giảm co thắt khác với cái tác dụng phụ nhiều hơn. Nhóm thuốc thứ tư nên được chỉ định cho các bệnh nhân trùng lắp có thi chức năng và hội chứng ruột kích thích là những cái thuốc điều hòa trục não ruột. Đây là những nguồn căn chính làm bệnh nhân tăng nhạy cảm đau và gây ra các rối loạn về tâm lý tâm thần kinh. Tuy nhiên có lẽ do trùng lắp này mà với triệu chứng đau nổi trội nên nhiều nghiên cứu và tổng kết cho thấy thuốc trầm cảm được sử dụng nhiều hơn các nhóm thuốc khác, được chỉ định tùy theo bệnh nhân có những cái rối loạn tâm thần tâm sinh lý kèm theo phù hợp thì chúng ta mới chỉ định, như những thuốc ức chế hấp thu serotonin có trọng lọc, thuốc trầm cảm 4 vòng, hoặc là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin norepinephrine. Các thuốc chống trầm cảm có ưu điểm trong điều trị các tình trạng đau mãn tính của chứng trùng lắp, tác dụng giảm đau độc lập với tác dụng cải thiện tâm thần qua cơ chế hỗ trợ phóng thích endorphin nội sinh, ngăn tái hấp thu norepinephrine dẫn đến làm giảm các đường dẫn tiết đau và khóa các neuron kích thích đau cũng như serotonin. Liều dùng của các thuốc chống trầm cảm này thường được dùng ở liều thấp và tăng dần mỗi 1-2 thuốc tùy theo các dung nạp và các đáp ứng của người bệnh. Ngoài ra chúng ta cũng chỉ định thêm các thuốc tùy theo cái đấy, phối hợp của người bệnh. Đối với bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori thì chúng ta chỉ định thuốc điều trị tiệt trừ. Đối với những bệnh nhân hội chứng đục kích thích tùy theo thể và chúng ta sử dụng các thuốc điều trị phù hợp. Đối với những bệnh nhân hội chứng đục kích thích mà tiêu chảy trội thì chúng ta sử dụng các thuốc chống tiêu chảy như loperamide,
đối phận nấm HT3, kháng sinh rifaximin hoặc là eluxadolin. Đối với lại hội chứng đục kích thích táo bón trộn thì chúng ta sử dụng các thuốc dùng trường trợ nhu động hoặc là trợ tiết qua các thuốc hoặc hóa canh cờ lo đồng bằng ngunenlaxicla hoặc là thuốc ức chế cái bộ phận trao đổi natri H cộng ở niêm mạc tế bào. Tóm lại, trùng lắp khó chức năng và hội chứng đục kích thích là các rối loạn chức năng ruột phối hợp thường gặp nhất, làm nặng thêm thì khó chức năng và hội chứng đục kích thích đáng lẽ. Cần lưu ý các cái dấu chứng và các cái yếu tố nguy cơ gợi ý trùng lắp của hai hội chứng này như là đầy bụng, buồn nôn, đi cọc không hết, nhất là ở những bệnh nhân mà khó tiêu có sự phối hợp hoặc là đau bụng ở nhiều vị trí để phát hiện sớm trong trùng lắp và điều trị cả hai để nâng cao cái hiệu quả điều trị. Các cái thuốc điều trị trùng lắp thường gồm các thuốc ức chế và một H cộng, thuốc trợ vận động, giảm co thắt và thuốc chống cảm ba vòng. Các cái thuốc theo từng thể phối hợp của có thể chức năng và hội chứng đục kích thích, trong đó cần lưu ý những cái thuốc có hiệu quả và tác dụng phụ như là các cái thuốc PPI, Etoprim để điều trị có thể chức năng và Metformin để điều trị đau bụng của hội chứng đục kích thích. Xin cảm ơn quý thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Việt Nho đã có một cái bài báo cáo rất là thực tế và cập nhật mà lại rất hay gặp mà chúng ta cũng gặp rất nhiều cái khó khăn trong điều trị. Thời gian thảo luận có lẽ còn khoảng cỡ chưa được 5 phút. Trên bảng chúng ta phải có 2-3 câu hỏi. Có lẽ bắt đầu câu thứ nhất chúng ta. Câu thứ nhất là bệnh nhân mà sử dụng các thuốc chống co thắt nói chung và Medivirine nói riêng thì nó có làm tăng tình trạng ứ trệ ở dạ dày ở bệnh nhân mà có FD hay là không? Xin kính mời tiến sĩ Nho. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Trần Văn Huy, kính thưa các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, trước hết xin trả lời câu hỏi thứ nhất là việc sử dụng BBI cho trùng lắp có tiêu chức năng vải vết có làm tăng đầy bụng ở bệnh nhân IBS do tác dụng của PPI trên hệ vi sinh đường ruột. Có thể nói đây là một cái câu hỏi rất là hay và rất là thực tế, bởi vì có khá nhiều cái nghiên cứu khi mà dùng PPI kéo dài thì người ta thấy cái việc PPI có thể ảnh hưởng lên cái hệ vi sinh đường ruột. Tuy nhiên hiện nay thì chưa có những cái nghiên cứu nào mà cho thấy là cái BVI này nó sẽ ảnh hưởng lên cái hệ vi sinh đường ruột và ảnh hưởng lên cái việc và chống chỉ định BVI đối với lại những cái chứng trùng lắp là FD và IBS, có thể nói là như vậy. Và thực tế mà nói thì hội chứng đục kích thích thì chỉ có một số bệnh nhân nhỏ là có rối loạn hệ vi sinh đường ruột và không phải là tất cả các cái bệnh nhân mà rối loạn FD và IBS có rối loạn vi sinh đường ruột. Và đặc biệt là theo cái lâm sàng thì mình thấy là những trường hợp mà phối hợp FD và IBS là chúng ta ít gặp là những cái nhóm mà sau cái vi sinh đường ruột, thường thường nó có khá nhiều cái triệu chứng phối hợp cả hai. Đấy, thành ra là cái PPI này thì vẫn được chỉ định bình thường và không có cái chống chỉ định trong những cái trường hợp mà phối hợp này. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nho. Hôm nay câu hỏi của anh chủ tịch Đoàn thì nó khá chắc là thầy Nho sẽ nhìn trên cái bảng đó thôi ha. Câu hỏi là một số hỏi tổ viên là trên bệnh nhân mà vỡ trùng lắp có tình trạng với IBS với FD, thông thường khi mình dùng các thuốc chống co thắt nó chống kéo dài hoặc là Medivirine kéo dài thì các hội tập viên họ sợ nếu mình dùng thuốc chống co thắt thì nó có làm nặng thêm một tình trạng là ứ trệ ở dạ dày hay là không. Thầy Nho phải nghe câu hỏi không ạ? Xin cảm ơn thầy, xin lỗi thì đang tập trung cái trên màn hình. Xin thì hiện nay thì các cái thuốc giảm co thắt này nó hoàn toàn đối với Medivirine thì hoàn toàn không ảnh hưởng vì cái liên quan tới cái giảm co thắt và giảm cái nhu động cũng giống như giảm cái tống suất của dạ dày, cho nên là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể dùng các cái thuốc chống co thắt này cho những cái bệnh nhân khó tiêu chức năng. Và kinh nghiệm lâm sàng thì khi mà mình phát hiện những cái trường hợp mà chúng ta thấy cả FD và IBS thì thường chúng ta cho các thuốc giảm co thắt thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn.
Vâng, cảm ơn thầy Nho. Hôm nay trong một số slide nghiên cứu của thầy Nho chiếu lên cũng có như vậy. Tức là MPPD nó có đặc biệt vậy, nhưng mà nó sẽ không làm ứ trệ, nhưng thậm chí nó không làm tăng thời gian làm rộng dạ dày. Thì chúng ta đỡ lo cái đó. Câu hỏi thứ hai là bệnh nhân bị hội chứng trung lắp với FD với IBS. Thì chúng ta đặc biệt trong trường hợp mà bệnh nhân có chỉ định điều trị HP cho bệnh nhân bị hội chứng chức năng á, thì cái việc mà điều trị kháng sinh á, điều trị HP á, nó có làm nặng lên triệu chứng của IBS hay là không? À, thực tế mà nói thì cũng không có nghiên cứu nào cho thấy là cái điều trị các cái kháng sinh trị liệu HP thì nó làm nặng thêm cái IBS. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng cái kháng sinh cho một cái bệnh nhân này á, thì cái tác dụng phụ của kháng sinh này nó cũng rất là hay gặp, và đôi lúc là chúng ta cứ nhầm lẫn là chính cái kháng sinh này làm nặng thêm cái triệu chứng IBS. Cho nên là chứ còn là chính kháng sinh này nó cũng không thể làm nặng thêm cái triệu chứng của IBS. Vâng, cảm ơn thầy. Và trong những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ mà tác dụng phụ thì theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì tạm thời thì tôi có thể ngưng chưa dùng cái tiệt trừ các tiệt trừ HB, mà chúng ta tạm để mà điều trị tập trung về IBS để cho bệnh nhân dễ chịu, rồi sau đó thì chúng ta quay lại chúng ta điều trị HB, điều trị tiệt trừ HB. Cảm ơn thầy Nhân. Còn một câu hỏi nữa thì có lẽ bây giờ thời gian cũng hết giờ của bài báo cáo thứ ba, cũng như của hết phần một học học là 12:04 rồi. Có lẽ em nghe thầy Nhân tiếp tục trả lời một số câu hỏi còn lại trong cái phần trong cái bảng câu hỏi. Như vậy là chúng ta đã nghe các cái ba bài báo cáo về điều trị hội chức năng, rồi chẩn đoán và điều trị cái hội chứng trung lắp giữa gợt và hội chứng chức năng, và cuối cùng là chúng ta tối ưu hóa cái điều trị trong trường hợp mà bệnh nhân bị trung lắp giữa cái hội chứng chức năng và hội chứng đột kích thích. Thì phải nói là chúng ta có được ba bài báo cáo rất là cập nhật và cũng rất là thực tế, đồng thời chúng ta còn phần thảo luận mình câu hỏi cũng rất mang chất thực tế từ phía hội thảo viên, và chúng ta cũng nhận được những câu trả lời rất là trọng tâm và rất hay từ các hội thảo viên. Chúng tôi cũng rất hy vọng là với ba báo cáo hội thảo tuy ngắn gọn nhưng chắc chắn nó sẽ đem lại những thông tin rất thực tế và ích cho tất cả các đồng nghiệp làm trong chuyên ngành tiêu hóa nói riêng cũng như làm chuyên ngành nội khoa nói chung và trong chẩn đoán và xử trí. Và chúng tôi cũng rất hy vọng trong thời gian tới là càng ngày càng có rất nhiều hội thảo hơn tập trung vào cái nhóm đồ đồng vận động của ống tiêu hóa nói chung cũng như dạ dày nói riêng. Thì thay mặt cái chủ tịch đoàn cũng xin trân trọng cảm ơn ba thầy cô, ba cô viên cũng như tất cả hội đạo viên đã góp phần làm nên một cái buổi báo cáo khoa học nó rất là bổ ích và hiệu quả, và xin trao lại quyền điều hành cho ban tổ chức công ty Apple. Dạ vâng ạ, chúng em xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Huy và kính thưa quý đại biểu, chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến cập nhật xử trí các rối loạn tiêu hóa thường gặp trong thực hành lâm sàng với chuyên đề đầu tiên là rối loạn vận động dạ dày xin được kết thúc tại đây, và các chuyên đề tiếp theo của ABOS sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 với chủ đề rối loạn vận động ruột, những khía cạnh nâng cao của rối loạn tiêu hóa diễn ra vào ngày 8 tháng 10 và rối loạn vận động thực quản diễn ra vào ngày 15 tháng 10. Và đối với ba chương trình này thì đường link tham dự sẽ được thay đổi và sẽ được gửi qua email cũng như tin nhắn của quý bác sĩ. Đối với hội thảo gần nhất ngày 1 tháng 10, đường link mới sẽ là bit.ly/hội thảo/tiêu hóa0110. Quý bác sĩ có thể lưu lại đường link ở ô chatbox cũng như liên hệ với ban tổ chức để biết thông tin chi tiết. Và bên cạnh đó thì ngang nhân hôm nay thì chúng tôi cũng xin được phép giới thiệu về hội nghị iCare toàn cầu về tuân thủ điều trị cũng sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2021. Đây là lần đầu tiên ABOS toàn cầu cung cấp nội dung hướng đến sự tuân thủ điều trị theo khoa học hành vi và hướng đến sự chăm sóc sức khỏe chủ động. Do đó kính mong sự quan tâm và đăng ký theo dõi của các quý bác sĩ. Và để nhận được chứng chỉ đào tạo y khoa liên tục từ Trường Đại học Y Dược Huế, quý bác sĩ xin vui lòng dành ít thời gian để làm bài BOS test với hướng dẫn hiện trên màn hình. Xin mời quý bác sĩ quét mã QR code hiện trên màn hình với đầy đủ thông và cung cấp đầy đủ thông tin và hoàn thành bài BOS test. Và các bác sĩ lưu ý theo yêu cầu của ban tổ chức cũng như Trường Đại học Y Dược Huế, link chỉ được mở trong vòng 10 phút kể từ thời gian này để quý bác sĩ hoàn thành bài test ạ. Và một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý chủ tọa và báo cáo viên, trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Huy, trưởng bộ môn nội Đại học Y Dược Huế, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Quách Trọng Đức,
Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ bác sĩ Đào Việt Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Nho, trưởng khoa Y Đại học Đà Nẵng và hơn 500 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến ngày hôm nay. Abbott xin trân trọng cảm ơn thời gian quý báu của quý vị đại biểu dành cho chương trình và kính chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe để an tâm công tác trong đại dịch. Và chúng ta cùng hẹn với cái hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 sắp tới. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn. Và lưu ý đường link Boss Test sẽ được diễn ra và mở trong vòng 10 phút ạ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn.